series tìm hiểu về rượu vang trong 60 giây, phần 42. Tiếp nối phần trước, Tây Hoa có tác động sâu sắc đến Malbec ở cả Pháp và Argentina dựa trên những yếu tố như thổ nhưỡng và điều kiện khí hậu. Ví dụ như lớp đất đá vôi của vùng Cahors đã tạo nên một Malbec với màu đỏ tối nhất cùng với đó là vị tannin cao nhất. Hương vị gợi nhớ đến những trái blackberry khi còn trẻ, chút hương thuốc lá, cà phê. Có được điều này một phần là do thành phần canxi trong đá vôi, giúp duy trì độ chua vào cuối mùa sinh trưởng của nho và góp phần tạo nên cấu trúc của rượu. Cây nho phát triển mạnh mẽ ở cao nguyên đá vôi khô cằn được gọi là Cahors, có lớp đất mặt mỏng buộc rễ phải đào sâu để lấy chất dinh dưỡng, điều này góp phần làm cho rượu khi làm ra cô đặc và sâu hơn. Hoặc như tại Mendoza, nơi 70% rượu vang của Argentina chủ yếu là Malbec được trồng, điều kiện còn nắng hơn và thậm chí còn khô hơn so với Cahors. Ở đây, dưới chân rễ Andes, nho làm ra những loại rượu với hương vị mạnh mẽ, đậm đà với sự gợi nhớ về những trái cây màu đen mọc trên núi cùng với đó là hương hoa ngọt ngào thoang thoảng. Với lượng mưa khan hiếm, mưa đá vào đầu mùa hè và những cơn gió giật mạnh có tên là Zonda, những cây nho ở đây phải đào sâu vào lớp đất sét và các củ sa được hình thành theo thời gian từ các mỏ khoáng sản để lại do tuyết tan chảy từ dãy Andes. Đất sét cho phép rễ bám sâu và do đó hấp thụ nhiều khoáng chất của đất hơn. Cát giúp thoát nước tốt, một yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa thối rữa. Và một trong những yếu tố quan trọng nhất ở Mendoza chính là dãy Andes cao chót vót. Đỉnh Aconcagua ở độ cao hơn 7.000m và là ngọn núi cao nhất ở châu Mỹ. Malbec được trồng ở những ngọn núi cao đến hãi hùng này có không khí mát mẻ hơn, làm chậm quá trình chín và là điều cần thiết để đảm bảo nho phát triển đủ độ chua ở vùng rất nắng này. Sự thay đổi nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm giúp tăng cường độ chín cũng như độ chua của nho. Kết quả là mang đến rượu hương vị thanh khiết hơn, nhiều hương vị trái cây hơn nhờ thời gian dưới ánh nắng gay gắt trên những đỉnh núi cao này. Follow và thả tim cho Daily Wine Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé.